nhan thụ thư thấy bắc minh kháng thiên vậy mà không để ý tới sắc mặt lập tức trở nên hôi bại như đất trên mặt kinh vĩnh dạ trở nên dữ tợn lạnh giọng nói cẩu tặc đi chết đi một đạo thanh mang ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn cả người phi xông lên đánh tới nhan thụ thư lòng nguyễn tích tuyển cũng đột nhiên trầm xuống cao giọng nói kháng thiên đại nhân bắc minh huyền cung chính là đồng minh của thành hồng nguyệt ta lão nhân ra ngài không thể không lý đến a à. Bắc Minh Kháng Thiên sau khi xoay người liên không nhúc nhích nữa, giống như đã nhập định vậy, nếu đã quyết định mặc kệ vậy thì liền hạ quyết tâm xem như không biết gì cả. Ngạc nhạc chỉ không thể không đứng ra, trầm giọng nói. Vân Tiêu Công Tử, việc này tích tuyển đại nhân quả thật có sai, không bằng mọi người vứt bỏ ân oán trước kia, cùng nhau nghĩ cách xem nên ứng đối đảo hãm không thế nào thì hơn. Lý Vân Tiêu khẽ nói. Ngươi là cái thá gì? Nếu còn rong dài ngay cả ngươi cũng đánh đấy trong mắt của hắn tuôn ra một đạo lãnh mang hai tên nguyễn tích tuyền và nhan thụ thư này hắn đã sớm muốn tìm lý do thu thập rồi hiện giờ thật vất vả mới có cơ hội há có thể bỏ qua hơn nữa đảo hãm không cũng không chỉ đơn giản như biểu hiện hắn trước mắt còn không muốn phát sinh xung đột với thế lực trên đảo này đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn lưu lại an lăng kiến một mạng nếu không người dám trực tiếp hạ sát thủ với hắn đã sớm bị hắn đuổi giết rồi ngạc nhạc chỉ tức đến nghiến răng cắn răng nói lý vân tiêu chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai làm gì được ngươi sao lý vân tiêu nhướng mày mỉa mai nói không phục có giỏi thì lên đây đánh bản thiếu gia không rảnh khua môi múa mép với ngươi hắn lần nữa hóa thành lôi điện nắm lấy đại trì nện tới nguyễn tích tuyền ẩm ẩm bầu trời phát ra rung động lắc lư kịch liệt may mắn nơi này là không gian huyền khí nếu không đã sớm kinh động đến người trên đảo rồi phanh nguyễn tích tuyền dốc sức quét ra một kiếm ngăn trở lôi đình kia cả người bị chấn phun ra một búng máu, liên tiếp lui về phía sau, hắn hoảng sợ nói. Nhà trì đại nhân, ngươi không thể thấy chết mà không cứu A, chúng ta cùng nhau liên thủ đánh chết tên tặc tử này. Gương mặt ngạc nhạc trì run rẩy thoáng một phát, thực lực Lý Vân Tiêu hắn cũng biết vài phần, cho dù tăng thêm mình cũng tuyệt đối không thể nào đánh thắng được, chỉ có thể tiếp tục uy hiếp. Lý Vân Tiêu, đến khi quay về đại lục, ta tất nhiên sẽ báo cáo lại chuyện này cho Thành Hồng Nguyệt, đến lúc đó thiên hạ tuy lớn nhưng không nơi nào cho ngươi dung thân đâu. Lý Vân Tiêu mặc kệ, tiếp tục đánh xuống một búa, mọi người chỉ thấy thiên địa biến sắc, từng đạo lôi đỉnh như hàng dài rơi xuống, không ngừng đánh lên trên người Nguyễn Tích Tuyền, dần dần bị phá vỡ phòng ngự của hắn. Khoang nhạc chỉ đại nhân, đừng nói nhảm nữa, mau ra tay đi. Nguyễn Tích Tuyền cơ hồ muốn khóc, lớn tiếng kêu rên, hắn đã sức cùng lực kiệt dưới lôi đỉnh, lập tức sắp không duy trì được nữa rồi. Trên mặt ngạc nhạc trì một mảnh xám trắng, hắn cảm nhận được tất cả mọi người đang nhìn hắn, trên mặt hiện lên vẻ xấu hổ, cắn răng trả lời. Tích tuyển đại nhân, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ yêu cầu đường khánh đại lão ra báo thủ cho huynh. Phúc Nguyễn Tích tuyền sau khi nghe thế, một tia tín niệm cuối cùng tan vỡ, phun ra máu tươi tại chỗ. Ẩm ẩm, một đạo lôi điện rơi xuống, rốt cục đánh tan hộ thể phòng ngự của hắn, đánh cho hắn rơi xuống khỏi không trung, trực tiếp cắm vào mặt đất. Trong một tiểu viện cực kỳ bình thường trên đảo hãm không, thậm chí còn không có bất kỳ cấm chế nào cả, Triệu Văn Chiến thoáng cái bay vào trong đó. Sau khi tiến vào tiểu viện liền phát hiện ra, linh khí ở đây hoàn toàn khác với bên ngoài, trên mặt đất là một đường nhỏ chỉ dùng nguyên thạch cực phẩm lót đường đi thông tới một gian phòng, hai bên có đủ loại linh hoa linh thảo, cẩn thận nhìn lại, lại có cả võ ý đạo quả bát hoang cảnh ở trong đó. Triệu Văn Chiến dọc theo đường nhỏ đi tới trước phòng, cung kính nói: "Đại đảo chủ, ta đã đến." Cửa phòng nhỏ thoáng cái mở ra, trước mặt một cổ linh khí rất mạnh đập vào mặt bên trong linh khí tựa hồ ẩn chứa lực lượng cổ quái nào đó triệu văn chiến bị cả kinh liền lùi lại mấy bước lúc này mới ổn định lại thân thể trực tiếp đi vào trong đó trong phòng bị một đạo bình phong ngọc chất ngăn cách bên trong không ngừng truyền ra khí tức khiến người phải bất an triệu văn chiến thân là thuật luyện sư cửu giai cũng cảm thấy một hồi áp lực chỉ muốn mau chóng rời khỏi chỗ này thôi hắn vội hỏi đại đảo chủ tìm ta có chuyện gì bóng đen trên bình phong ngọc chất lắc lư chỉ nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm ồ ồ trầm thấp, nói Ta cảm nhận được long tức rất mạnh, có vương tộc Đông Hải đến sao? Triệu Văn Chiến vội nói Quả thật có một gã hậu duệ chân long đi lên đảo, bất quá cũng không phải là vương tộc Đông Hải, mà chính là Bắc Hải nhuận tường, nghe nói hắn chính là thiên tài đã nổi danh từ lâu trong tứ hải. Thì ra là thiên tài vương cung Bắc Hải, khó trách. Thanh âm kia tiếp tục nói Bắc Hải chính là hậu duệ chân linh Hắc Long diễn biến ra, cũng là Long tử hậu đại, nhuận tường này quả thực không đơn giản a à. long tức mạnh vậy nếu có thể dẫn động vào trong cơ thể ta chẳng lẽ đây là thượng thiên chiếu cố ta sao triệu văn chiến khẽ giật mình nói đại đảo chủ có ý là thanh âm kia cười nói đây là lần huyễn bảo đại hội cuối cùng rồi a à, triệu văn chiến chấn động đột nhiên ý thức được gì đó mừng rỡ như điên kích động nói ha ha thật tốt quá chúc mừng đại đảo chủ chỉ là lần trước lúc huyễn bảo đại hội tổ chức không phải còn thiếu khuyết rất nhiều sao. Đại đảo chủ cười nói, lần trước còn kém rất nhiều, ta vốn rằng cứ tiếp tục như vậy, ít nhất còn cần thêm 30 năm nữa, nhưng không nghĩ tới lần này lại đủ rồi. Hơn nữa Thượng Thiên còn đưa tới hậu duệ hắc long độ tinh khiết huyết mạch cao như thế, ha ha, thật sự là trời cũng chiếu cố ta. Triệu Văn Chiến cười nói, cái này cũng nhờ vào diệu kế của nhị đảo chủ, kiên trì huyễn bảo đại hội mỗi năm năm một lần, quả nhiên làm ra kỳ hiệu đột nhiên ngoài cửa truyền đến một tiếng kêu rên, khóc lóc kinh hoàng nói. Sư tôn, sư tôn ngài ở đâu, cứu ta, cứu ta ha. Triệu văn chiến cả kinh, nói. Là an lăng kiến, chuyện gì xảy ra? Hắn quát một tiếng, nói. Làm gì kinh hoàng như thế, vào đây. Cửa phòng nhỏ thoáng cái mở ra, an lăng kiến máu chảy đầm đìa lập tức xuất hiện ở cửa ra vào. Toàn thân chỉ còn lại chân xương chân trái chống đất, trên người cũng thiếu thịt thiếu xương đủ chỗ, bộ dáng cực kỳ sợ hãi. Triệu Văn Chiến thấy thế hít một hơi lạnh, sợ tới mức lui lại mấy bước, lúc này mới chấn định lại, sợ hãi nói. Ngươi, ngươi đây là có chuyện gì? Ai đã thương ngươi thành ra như thế hả? An Lăng Kiến đầy nước mắt, khóc dòng nói. Sư tôn đại nhân ngài nhất định phải cứu ta ha, ta xong đời, ta chết chắc rồi, ô ô ô, đều là do Lý Vân Tiêu kia làm hại. Cái gì? Lý Vân Tiêu? Sắc mặt Triệu Văn Chiến trầm xuống, kinh sợ nói hắn vì sao phải tổn thương ngươi? Đồng tử hắn hơi co lại, hồ nghi nói. Thương thế trên người ngươi hình như là. An lăng kiến trong nội tâm cả kinh, lập tức không dám giấu giếm, vội vàng nói. Đây là thiên vũ phong ngâm của ta bị phản chấn về tạo thành, chuyện là thế này. Hắn nói lại mọi chuyện từ đầu tới cuối một cách rõ ràng rành mạch. Vô liêm sỉ hồ đồ. Triệu văn chiến giận dữ hết. Lại dám ra tay đối với một gã thuật luyện sư cửu dai, hơn nữa còn thi triển linh hồn công kích, ngươi thực là tự mình muốn chết. Vâng, ta sai rồi, sư tôn ta biết rõ sai rồi, cứu cứu ta. An lăng kiến nào dám phản bác, khóc lóc cầu cứu. Cái gì? Thuật luyện sư cửu giai. Thanh âm đại đảo chủ truyền ra, mang theo vẻ khiếp sợ cực độ. Triệu Văn Chiến nói. Đúng vậy, đến cùng với hậu duệ hải vương tộc còn có một gã thuật luyện sư cửu giai nhân loại nữa. Ha ha, thật tốt quá đại đảo chủ lộ ra hết sức cao hứng, kích động nói. Quả nhiên là ông trời giúp ta, thuật luyện sư cửu dai này ngươi phải coi chừng cẩn thận, ngàn vạn đừng để hắn rời khỏi đảo này. Ánh mắt triệu văn chiến lộ ra một tia nghi hoặc, nhưng vẫn đáp, vâng. Đại đảo chủ hiển nhiên tâm tình thật tốt, bóng đen không ngừng lắc lư trên bình phong, nói. Ngươi trước phái người đi ổn định tên thuật luyện sư cửu dai kia và vương tộc Bắc Hải đi, ngàn vạn đừng để bọn hắn chạy đi. Không, vẫn là ngươi tự mình đi đi. Triệu Văn Chiến sững sờ, nói. Vậy A Kiến hắn? Đại đảo chủ nói. Ta thấy trên người A Kiến tuy rằng tổn thương vô cùng thê thảm, nhưng cũng không có vết thương chí mệnh, hơn nữa đan điền cũng bảo tồn hoàn hảo, không đến mức chết. Chắc hẳn tên thuật luyện sư cửu giai kia cũng không muốn đắc tội chúng ta. Ta sẽ sau người khác đến giúp hắn trị liệu, ngươi nhanh đi ổn định hai người kia đi. Vâng, Triệu Văn Chiến không dám cải lời, đứng dậy lên tiếng, liền nói với An Lăng Kiến thương thế trên người ngươi mặc dù thảm, nhưng cũng không ngại, tất cả đã có đại đảo chủ an bài. Về sau nhớ lấy không thể làm bệnh, thiếu chút nữa đã hư mất đại sự, còn hại chết bản thân rồi. Vâng, ta biết giỏi sư tôn, về sau cũng không dám nữa. An Lăng Kiến Thành thành thật thật nói, nghe nói mình không cần lo lắng tánh mạng, lập tức nhẹ nhàng thở ra, lại bắt đầu lo lắng đến tiền đồ của mình, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư tôn, thương thế kia của ta không sẽ ảnh hưởng đến tu vị thuật đạo sau này chứ? Triệu Văn Chiến nói, đan điền và kinh mạch đều bảo tồn hoàn hảo, chỉ cần trọng sinh tứ chi cũng không ảnh hưởng tu vị. Ánh mắt hắn lộ ra một tia chấn kinh, ngưng giọng nói, Lý Vân Tiêu kia chỉ phản chấn thiên vũ phong ngâm của ngươi đã có thể khống chế tinh diệu Triệu Văn Chiến, quả nhiên là một thiếu niên đáng sợ, thiên phú đáng sợ à. Trên mặt hắn lộ ra vẻ trầm trọng, đi nhanh ra khỏi phòng nhỏ, đi tới chỗ tiểu viện của Lý Vân Tiêu. An Lăng Kiến nghe nói sẽ không ảnh hưởng đến tu vị thuật đạo của mình lúc này mới buông lỏng, thở ra một hơi thật dài. A Kiến, ngươi đi theo ngũ đảo chủ đã bao lâu? Thanh âm đại đảo chủ đột nhiên chuyển đến. An Lăng Kiến đột nhiên cả kinh, vội vàng nói. Hồi bẩm đại đảo chủ, đã gần 30 năm rồi, ta nhớ lúc 5 tuổi đã đi theo sư tôn đến đảo hãm không này rồi, từ đó đến nay vẫn luôn một mực dốc lòng tu luyện. Ân, quả thật a, à, khi đó ta nhớ ngươi vẫn chỉ là một đứa bé. Đại đảo chủ trầm mặc một hồi, nói Gần 30 năm qua, ngươi đã từng thấy qua mặt mũi của ta chưa? An lăng kiến cả kinh, chẳng biết tại sao trong lòng có chút khẩn trương, vội hỏi Chưa từng thấy qua Đại đảo chủ nói Trên đảo này mặc dù có mấy trăm người, nhưng thấy qua chân dung của ta cũng chỉ có bốn vị đảo chủ khác Hôm nay, ngươi là người thứ năm. À, An Lăng Kiến há to mồm, có chút không biết làm sao, Hình dáng đại đảo chủ cơ hồ chính là bí mật lớn nhất trên đảo, hắn không chỉ một lần nghĩ đến bộ dáng đại đảo chủ, nhưng về sau cũng dần mất đi hứng thú. Đại đảo chủ nói: "Tới đây, ta chữa thương cho ngươi cách cái bình phòng này cũng không cách nào tiến hành được." Đa tạ đại đảo chủ. Trong lòng An Lăng Kiến sinh ra một loại tâm tình cổ quái, cẩn thận đi tới, phía sau bình phong ngọc chất còn lớn hơn hắn tưởng rất nhiều. Mà một cái trận pháp cực lớn đang chậm chạp vận chuyển. Thứ này hắn chưa bao giờ thấy qua cả. Phía trước trận pháp một gã nam tử ngồi ngay ngắn trên bảo tọa, lộ ra dáng người khôi ngô, nửa người trên ẩn bên trong linh khí, không thể thấy rõ mặt mũi. An Lăng Kiến không dám nhìn nhiều, cúi đầu xuống, nói. Bái kiến đại đảo chủ. Trên trận pháp cực lớn chuyển đến âm tiết bành trướng, tựa hồ nối thật sâu xuống bên dưới lòng đất không ngừng có lực lượng khác thường truyền ra. Đột nhiên một cái bóng dáng cự đại hiển hiện trên trận pháp, An Lăng Kiến một mực cúi đầu. Vừa hay nhìn thấy bóng dáng đại đảo chủ đứng lên, nửa người trên tựa hồ đang phát sinh biến hóa, bóng dáng càng lúc càng lớn. Một cổ lực lượng uy áp rất mạnh truyền đến, trong lòng của hắn khiếp sợ không thôi, vội vàng ngẩng đầu, lại đột nhiên thấy một cái đầu rồng cực lớn, hai con ngươi như đèn lông đang lộ ra hung mang nhìn vào hắn. "A à đại, đại, đại đảo chủ ngươi." An Lăng Kiến toàn thân đại trấn, thoáng cái có lúng cuống tay chân, trong nội tâm chợt hoảng loạn không hiểu, cặp long nhãn lớn như đèn lồng kia nhìn vào hắn khiến toàn thân hắn run rẩy, dự cảm bất hảo lan tràn trong lòng. Đại đảo chủ trầm giọng nói: "Đây chính là chân thân của ta, ngươi đoán không sai, ta cũng là hậu duệ chân long." Thì ra đại đảo chủ còn có lai lịch như thế. An Lăng Kiến cưỡng ép nặn ra dáng tươi cười, nhưng sắc mặt trắng bệch và mồ hôi lạnh không ngừng toát ra lại chứng minh lòng hắn cực độ bối rối. Đại đảo chủ nói: "Ngươi có biết không, vương phiến Đông Hải này vốn phải là ta a." À? "Cái, cái gì?" An Lăng Kiến toàn thân đại chấn, hoảng sợ ngẩng đầu lên, thấy được trong đôi long nhãn kia lộ ra vẻ không cam lòng và phẫn nộ cực lớn, còn có hung bạo chi khí nồng đậm trong đó nữa. Hàn gian nan nuốt một cái, cảm thấy khó có thể tiếp nhận, đại đảo chủ đảo hãm không vậy mà nói mình vốn phải là Đông Hải chi chủ, như vậy thân phận của hắn. Đại đảo chủ lạnh giọng nói, vậy ngươi có biết vì sao ta ở đây không? An Lăng Kiến cuống quýt lắc đầu, nói, không biết trong mắt đại đảo chủ tuôn ra vẻ hung ác, cắn răng nói. Đó là bởi vì Đông Hải Chi Chu hiện giờ, hảo đệ đệ của ta, đã đánh ta trọng thương, ta một đường trốn chết. May mắn gặp được hải vực kỳ dị nơi này, bởi vậy nên mới có thể nhặt về một mạng A. An Lăng Kiến cảm thấy kinh hoàng, tuy rằng đã đoán được, nhưng đại đảo chủ chính miệng nói ra lại là một chuyện khác. Thân thể đại đảo chủ phập phồng, tựa hồ khó có thể bình phục cảm xúc trong lòng, sau một lúc mới nói. Vậy ngươi nói, ta có nên báo thủ không? muốn, muốn, đương nhiên muốn. An Lăng Kiến vội hỏi, chỉ là Đông Hải Chi Vương thế lực thật lớn, đảo hãm không chúng ta tuy rằng cũng có chút thực lực, nhưng so sánh ra quả thật là lấy trứng trọi với đá a. À. Đại đảo chủ nói, cho nên ta cần sự hỗ trợ của mọi người, kể cả sự trợ giúp của ngươi. A, à, a, à, An Lăng Kiến cuống quýt nói. A Kiến nhất định cúc cung tận tụy, tương trợ đại đảo chủ báo thù đến chết mới thôi. Hắn lại nói, chỉ là a kiến thực lực thấp kém hiện giờ lại tổn thương thành ra thế này mong rằng đại đảo chủ cứu ta ta tất nhiên sẽ đi theo đại đảo chủ dù máu chảy đầu rơi cũng không màng ngươi có phần tâm ý này ta rất vui mừng đại đảo chủ khen tổn thương trên người của ngươi không chỉ cũng được ngươi thân là thuật luyện sư bát giai có linh hồn rất mạnh chỉ cần cho ta ăn tươi đối với thương thế bản thân ta sẽ có bổ ích thật lớn đó đã là trợ giúp lớn nhất với ta rồi à ăn ăn tươi An Lăng Kiến lại càng hoảng sợ nói. Đại đảo chủ ngươi nói muốn ăn tươi cái gì? Một cổ bất an lan tràn trong lòng hắn, hắn đã thấy cái đầu rồng cực lớn kia của đại đảo chủ chậm rãi hé miệng ra, nước rãi cũng rơi xuống dưới. Không, không nên a, à, đại đảo chủ. Không đợi đại đảo chủ trả lời, An Lăng Kiến đã biết rõ vận mệnh bản thân rồi, hắn sợ tới mức rốt cuộc đứng không vững nữa. Xương chân trái khụy xuống dưới, té lăn trên mặt đất, toàn thân lạnh run, khóc đến hôn thiên ám địa ân ngươi không phải nói muốn máu chảy đầu rơi giúp ta báo thù sao trong hai mắt đại đảo chủ tuôn ra một đạo hàn mang quát chẳng lẽ ngươi lừa gạt ta sao không không có a chỉ chỉ là a a lăng kiến toàn thân toát ra mồ hôi lạnh run rẩy nói chỉ là sư tôn nuôi ta hơn hai mươi năm vẫn chưa báo đáp sư tôn không đành lòng rời đi như vậy đại đảo chủ nói ngươi quả nhiên là hài tử có hiếu tâm sư phụ của ngươi nếu biết rõ ngươi hiến thân cho ta thì nhất định sẽ cảm thấy tự hao thay người đấy. Để, để, để ta gặp, gặp sư tôn một, một, một lần cuối cùng, nói, tạm biệt lão, lão nhân ra hắn có được không? An Lăng Kiến đã sợ đến nói không nên lời nữa, đôi môi run lên, thân hình phát run, đến đằng sau càng oa một tiếng khóc lên. Ô ô ô, sư tôn, sư tôn cứu ta đi. Không cần. Đại đảo chủ một lời từ chối, một cái thủ trảo cực lớn xuất hiện trên không trung, một tay nắm an lang kiến lên, trực tiếp ném vào trong mồm nhai liên tục, phát ra tiếng chít chít khiến người phải dùng mình. An lang kiến ngay cả một tiếng la thảm thiết cũng không phát ra được đã triệt để bị ăn tươi mất rồi. Tiếng nhai xương cốt rằng co một hồi, đầu rồng cực lớn mới nuốt nuốt xuống, chậm rãi nhắm hai mắt hại, khôi phục lại thân người. Ân, không hổ là thuật luyện sư bát giai, thật sự quá bổ. Đại đảo chủ tựa hồ coi an lang kiến như dinh dưỡng hấp thu lấy toàn bộ, sau đó hắn mở mắt ra trong con ngươi màu xanh lá cây đậm lóe ra ánh sáng âm u trong miệng le ra đầu lưỡi ướt sũng liếm liếm môi giống như dư vị vô cùng vậy tiểu viện đảo hãm không trong không gian huyền khí nguyễn tích tuyền đang triệt để tuyệt vọng bị lôi đình đánh lún vào trong lòng đất cả người không biết sống chết xa xa nhan thụ thư cũng cảm thấy tuyệt vọng dưới chiêu chiêu từ kinh vĩnh dạ bức bách hắn đã không hề có sức hoàn thủ nữa trong miệng không ngừng cầu xin tha thứ nói vĩnh dạ đại nhân ta biết rõ mình đã sai rồi ta thật tình an năn, mong rằng đại nhân tha cái mạng chó ta đi được không. Ta nhổ vào, không nên vũ nhục loại sinh vật này. Kinh vĩnh dạ khinh thường nhổ nước miếng, trưởng lực trong tay càng uy mãnh thêm vài phần, chỉ để bức lui tất cả đường lui của nhan thụ thư, chiêu chiêu đều dốc hết toàn lực. Đúng, đúng, ta ngay cả chó cũng không bằng. Đại nhân ngài giết ta cũng quá mức hạ thấp thân phận của mình rồi, niệm tình quen biết một hồi, tạm tha cho ta đi. Dùng thực lực nhan thụ thư, nếu toàn lực chống đỡ thì mặc dù không địch lại kinh vĩnh dạ cũng không nhanh chóng bị thua như vậy nhưng hắn biết rõ bại cục đã định căn bản không có lòng ham chiến nữa chỉ không ngừng cầu xin tha thứ cho nên chỉ mấy chiêu đã lâm vào tử cảnh trên mặt giàn rụa nước mắt ha ha võ giả nhân tộc quả nhiên không giống người thường thật khiến ta mở rộng tầm mắt a à. ha ha nhuận tường nhịn không được lớn tiếng mỉa mai khinh miệt liếc nhìn mọi người thủy tiên cũng khó hiểu mở miệng nói đối thủ rõ ràng không chịu buông tha hắn vì sao còn phải khóc lóc cầu xin tha thứ như vậy làm gì chứ nhuận tường cười nói nghi hoặc của thủy tiên công chúa ta có thể giải đáp a đây đoán chừng là phẩm chất ưu tú chảy xuôi trong huyết mạch võ giả nhân tộc a lý vân tiêu nghe vậy xoay người lại lạnh lùng trào phúng người tộc ta trước khi chết xin khoan dung muốn sống trung quy vẫn tốt hơn người hải tộc trước khi chết lại kích phát huyết mạch chi lực phản tổ thành xúc sinh tự bạo nhiều nhuận tường cả giận nói ta nhổ vào tộc ngươi sợ chết như thế, ha có thể đánh đồng với dũng sĩ tộc ta chứ? Lý Vân Tiêu khinh miệt hừ thoáng một phát, du du nói. Lúc đối mặt tử vong, một người bằng vào chỉ số thông minh của mình trăm phương hàn kế muốn sống, một người lại thoái hóa thành hải thú không có chỉ số thông minh tự bạo, ngươi nói ai tốt hơn hả? Cái này, nhuận tường thoáng cái hoang váng, rõ ràng hai loại phẩm chất hoàn toàn bất đồng, một người rất sợ chết cầu xin tha thứ, một người lại anh dũng không sợ hy sinh nhưng ở trong miệng Lý Vân Tiêu lại hoàn toàn biến vị, mà hắn lại khó có thể phản bác được nữa. Thủy Tiên cũng bị hù sững sờ, nhẹ nhàng gật đầu nói. Dường như có chút đạo lý. Sắc mặt nhuận tường trầm xuống, lạnh giọng nói. Thủy Tiên công chúa không nên bị người này lừa dối, công phu miệng lưỡi của hắn vô địch thiên hạ. Nếu nó có phân ra đẳng cấp thì người này quả thật là thập phương thần cảnh rồi. Những người nhân tộc tuy rằng cũng rất cam thù nhuận tường, nhưng đối với câu này đều cảm thấy rất có đạo lý, không ít người cũng gật đầu tán thành. Đột nhiên xa xa mặt đất vang lên một tiếng, Nguyễn Tích Tuyền đầy bụi đất chui ra, trực tiếp quỳ xuống dập đầu tại chỗ nói: "Vân Tiêu đại nhân, tha cho ta đi, ta nguyện ý làm nô tỳ, cầu ngươi đừng giết ta." Tất cả võ giả nhân tộc mặt đều đỏ lên, Lý Vân Tiêu vừa mới bằng vào miệng lưỡi lấy lại cho bọn họ chút mặt mũi, nhưng lập tức đã bị người này làm mất hết rồi. Bắc Minh Kháng Thiên cũng nhịn không được nữa, nổi giận nói: "Nguyễn Tích Tuyền chết có nhẹ tựa lông hồng." có nặng như Thái Sơn, loại nhu nhược như ngươi còn là cường giả võ đế sao? Không nên vũ nhục bốn chữ cửu thiên võ đế có được không? Nguyễn Tích Tuyền nhìn Bắc Minh Kháng Thiên, trong mắt tuôn ra lửa giận vô tận, cắn răng quát ẩm lên. Bắc Minh Kháng Thiên lão thất phu ngươi thấy chết mà không cứu, còn ở bên cạnh nói ngồi châm chọc, ta dù có thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Bắc Minh Kháng Thiên hừ lạnh nói. Hừ, cứu người nhu nhược bất lực như ngươi, quả thực ô uế tay lão phu thôi. Ngươi không cứu ta, ta dù có phải chết cũng kéo ngươi theo làm đệm lưng. Nguyễn Tích Tuyền cùng nộ xông lên khỏi mặt đất, gầm thét phóng tới Bắc Minh Kháng Thiên. Hai mắt hắn đỏ bừng, dương nanh múa vuốt, gương mặt cơ hồ cũng trở nên vặn vẹo. Tất cả mọi người đều ngốc trệ, muốn giết hắn chính là Lý Vân Tiêu, sao lửa giận ngược lại chuyển đến trên người Bắc Minh Kháng Thiên rồi. Đây quả thật là một thế giới điên cuồng quái dị, khiến người khó có thể hiểu nổi. Bắc Minh Kháng Thiên cũng bị chọc tức, quát lên. Vô liêm sỉ, ngươi có phải là không phân biệt được nữa không, ta với ngươi cũng không có ân oán gì cả. Trong mắt Nguyễn Tích Tuyền tràn đầy mỉa mai và điên cuồng, cười to nói. Ha ha, không có có ân oán, ngươi không cứu ta, trơ mắt ếch ra nhìn ta bị người giết, ta liền muốn ngươi chết. Khí thế trên thân hắn lập tức bành trướng đến đỉnh phong, bay thẳng đến Bắc Minh Kháng Thiên, tựa hồ như muốn đồng quy vu tận. Bắc Minh Kháng Thiên tràn đầy giận dữ, trên người tỏa ra hàn khí, chậm rãi nâng tay phải lên, lăng không bổ tới một trường một đạo trưởng ấn băng hàn rét thấu xương hiển hiện trên không trung hung hăng đánh lên người nguyễn tích tuyền giống như một tòa cự sơn đè xuống vậy hoàn toàn chế trụ lấy hắn bành khác với lôi điện của lý vân tiêu đánh hắn xuống mặt đất khi trước một trường này trực tiếp xuyên thấu thân thể của hắn khiến cả người nguyễn tích tuyền đều bị đánh phấn thân toái cốt trên không trung hóa thành vô số khối băng nhao nhao rơi xuống mặt đất hư thật sự là không biết tốt xấu bắc minh kháng thiên sau khi một trường đánh chết nguyễn tích tuyền lửa giận trên người mới chậm rãi lui mất, vẻ mặt khinh miệt và khinh thường. Mọi người cũng đều âm thầm lắc đầu không thôi, một đời cao thủ thành hồng nguyệt lại vẫn lạc như vậy, hơn nữa trước khi chết còn làm cho cười cho thiên hạ nữa chứ, quả thật mất mặt. Mà ngay cả ngạc nhạc chỉ cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, cảm thấy mọi người đều nhìn vào hắn, trên mặt bất giác đỏ lên. Lý Vân Tiêu đột nhiên nói, Kháng thiên trưởng lão, Nguyễn Tích Tuyền đại nhân thành hồng nguyệt với ngươi không oán không cừu, ngươi sao lại giết hắn chứ? Trong lòng mọi người đột nhiên nhảy dựng, trong mắt hiện lên tinh mang, bắt đầu suy tư về những lời này của Lý Vân Tiêu. Sắc mặt Bắc Minh Kháng Thiên cũng trầm xuống, lạnh lùng nói: "Lý Vân Tiêu, lời này của ngươi là có ý gì?" Lý Vân Tiêu lạnh nhạt cười nói: "Không có ý gì. Thành Hồng Nguyệt và Bắc Minh Huyền Cung đều là bảy thế lực siêu cấp, một đông một bắc, canh gác lẫn nhau, nói ra thì cũng coi như là đồng minh. Một gã Cửu Thiên Võ Đế Thành Hồng Nguyệt, trước khi chết nổi nóng, đầu óc phạm hồ đầu cũng là chuyện bình thường mà ngươi chẳng quan tâm liền ra tay giết chết hắn ha ha ta sợ rằng chuyện này sẽ có ảnh hưởng không tốt đến bắc minh huyền cung đâu tất cả mọi người đều dùng mình thầm nghĩ đúng vậy a à, nguyễn thích tuyển kia chẳng qua chỉ là nổi giận trước khi chết tức đến váng đầu não nhưng tội này cũng không đáng chết à lý vân tiêu có lý do giết của hắn nhưng trưởng lão bắc minh huyền cung ngươi dựa vào gì lại đi giết người thành hồng nguyệt sắc mặt bắc minh kháng thiên đại biến Vừa rồi dưới tình huống đó đánh chết Nguyễn Tích Tuyền là chuyện rất bình thường, nhưng bị Lý Vân Tiêu phân tích như vậy, ngược lại quả thật là mình không đúng. Loại chuyện này có thể lớn có thể nhỏ, nếu nắm lấy điểm ấy không buông thì quả thật là một phiền toái lớn ảnh hưởng đến quan hệ hai phái. Bắc Minh Lai Phong cũng cả giận nói. Lý Vân Tiêu, ngươi đừng vội châm ngòi thị phi, Bắc Minh huyền cung ta và Thành Hồng Nguyệt gần đây luôn giao hảo, há có thể vì giam ba câu của ngươi có thể chia rẽ. Lý Vân Tiêu cười nói. Chuyện xuyên nhanh gần đây giao hảo vậy sao còn giết hắn mọi người đều rời ánh mắt về phía bắc minh lai phong đều cảm thấy khó hiểu đúng vậy a à, nếu gần đây đã giao hảo vậy tại sao còn giết hắn chứ cái này cái này trên trán bắc minh lai phong cũng toát ra mồ hôi lạnh không biết giải thích như thế nào hắn đột nhiên linh cơ khẽ động nói vói ngạc nhạc chỉ nói nhà trì đại nhân chuyện vừa rồi ngươi đều thấy rõ kháng thiên trưởng lão ra tay giết hắn cũng là bị bất đắc dĩ thuận thế mà làm thôi. Thần sắc trên mặt ngạc nhạc chỉ lóe lên, lập tức trở nên khẩn trương, trong lòng hắn cũng vì chuyện Bắc Minh Huyền Cung không chịu xuất thủ cứu giúp mà oán niệm không thôi. Nhưng nếu lúc này mình mở miệng chỉ trích vậy thì trong chuyến đi tiếp theo sợ rằng mình sẽ rất nguy hiểm. Nhưng thái độ của mình hiện giờ chẳng khác nào là thái độ của Thành Hồng Nguyệt, nếu như không chỉ trích thì chẳng hóa ra đã cúi đầu với Bắc Minh Huyền Cung để Nguyễn Tích Tuyền không bị giết oan vậy sao. Kỳ thật cái chết của Nguyễn Tích Tuyền hắn cũng không để tâm, chuyện hắn quan tâm là thái độ Bắc Minh Huyền Cung đối với bọn hắn, sợ mình cũng sẽ trở thành Nguyễn Tích Tuyển thứ hai. Hắn suy nghĩ một hồi, con ngươi đảo một vòng, nhân tiện nói. Chuyện vừa rồi ta đều thấy rõ ràng, đúng sai trong đó nhất thời khó có thể phán đoán, sau khi trở về ta tất nhiên sẽ báo cáo từ đầu tới cuối cho đường khánh đại lão ra định đoạt. Sắc mặt Bắc Minh Lai Phong trầm xuống, thầm mắng một câu lão hồ ly. Ý ngạc nhạc chỉ nói bọn hắn đều nghe rõ, Tóm lại là tốt hay xấu cứ để ta về báo lại đã rồi tính. Mỗi người ở đây đều là lão hồ ly, những võ giả tán tu coi như đơn thuần một chút. Nhưng những cao thủ lăn lộn trong tông môn người nào lại không lục đục với nhau, lập tức đã hiểu rõ cách nghĩ của ngạc nhạc trì. Bắc Minh Kháng Thiên hừ một tiếng, nói. Vậy thì làm phiền nhạc trì đại nhân nói rõ đầu đuôi ngọn nguồn cho đường khánh lão gia tử biết rõ, vừa rồi lão phu quả thật hơi xúc động. Ngạc nhạc trì thấy Bắc Minh Kháng Thiên nhận sai, trong lòng một hồi mừng thầm, nhưng trên mặt vẫn nghiêm mặt nói: "Yên tâm đi, xảy ra loại chuyện này chúng ta không ai vui cả, nhưng việc đã đến nước này, không cách nào vãn hồi được, chư vị đều nén bi thương đi." Mọi người cũng đều thở dài, nguyên một đám liên tục lắc đầu, lộ ra thập phần bi thương. Thủy Tiên khó hiểu hỏi: "Nhận tường, sao lời bọn hắn nói ta nghe không hiểu a? À. Xem ra người vừa rồi chết bọn họ đều rất đau khổ, nhưng chính vì bọn hắn không cứu nên người vừa rồi mới chết a, à, vậy bọn họ sao lại khổ sở thế chứ?" tất cả mọi người đều đỏ mặt lên tiểu cô nương này hoàn toàn không dành thế sự trực tiếp vạch phá sự dối trá của bọn hắn khiến mặt mo nguyên một đám đều không có ánh sáng nhuận tường nhịn không được cười to nói ha ha đây chính là thứ mà bọn hắn tự cho là chỉ số thông minh a à, chúng ta không hiểu được đâu bắc minh lai phong chừng mắt liếc hắn một cái ôn nhu giải thích nói thủy tiên công chúa đừng nghe tên yêu nhân này bịa đặt đây là lễ tiết cơ bản nhất của nhân tộc chúng ta thường nói người chết là lớn nhất đây là một loại tôn kính và tưởng nhớ đối với người chết, hoặc có thể nói là ai điếu a. À. Đúng đúng đúng, chính là ai điếu. Võ giả còn lại cũng nhao nhao phụ họa nói. Lai Phong công tử nói không sai, tích tuyển đại nhân nếu đã bất hạnh ra đi, vậy thì chúng ta phải nén bi thương mà tiếp tục sống thôi. Thủy Tiên càng thêm hồ đồ, trên mặt hoàn toàn là thần thái mê mang, nói: "Nhưng, nhưng vừa rồi người nọ đã đau khổ cầu các ngươi cứu hắn, các ngươi đều không cứu a." À nàng giơ tay lên chỉ vào nhan thụ thư đã bị đánh đến hấp hối lập tức sắp xong đời kia hiện giờ ngay cả hắn cũng sắp bị đánh chết đợi lát nữa các ngươi cũng ai điếu cho hắn sao tất cả mọi người há to mùm ra không biết trả lời thế nào mới tốt nhuận tường thì lại ôm bụng cười cười to không thôi trong mắt tràn đầy khinh miệt và trào phúng đối với mọi người khục khục lý vân tiêu cũng cảm thấy trên mặt không ánh sáng ho khan vài tiếng nói hắn sẽ không chết đâu hắn hô lớn một tiếng nói vĩnh dạ đại nhân dừng tay đi còn phải mang hắn giao cho đảo hãm không nữa đấy bên kia kinh vĩnh dạ đang nổi lên sát tính đã đánh cho nhan thụ thư đến mức ấp hối sau khi nghe được lý vân tiêu nói trên mặt liền hiện lên một tia ngoan lệ trực tiếp điểm một tay vào bụng dưới đối phương phành trong đan điền nhan thụ thư tuôn ra một tiếng trầm đục toàn bộ khí hải đều bị đánh nát trên người phát ra thanh âm hí kha rét hí rét nguyên lực cả người đều bị tiết ra hết sạch a nhan thụ thư thống khổ kêu thảm một tiếng trong mắt lộ ra một mảnh tuyệt vọng căn cơ võ đạo trực tiếp bị hủy hắn trong khoảnh khắc từ một gã cường giả võ đế biến thành phế nhân thậm chí ngay cả người phổ thông bình thường cũng không bằng nữa bị thương trên thân thể và tinh thần trọng điệp cùng một chỗ cả người lập tức liền ngất đi kinh vĩnh dạ kéo hắn qua giống như chó chết ném ở dưới chân lý vân tiêu lúc này mới thở phào một hơi đại thù được báo cả người hắn liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều lý vân tiêu ngươi thật to gan. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một tiếng quát chói tai, liền trông thấy một đạo quang mang chạy như bay tới. Triệu Văn Chiến lập tức xuất hiện trước mắt hắn, trong hai tròng mắt lóe ra sát khí vô biên, lạnh lùng nhìn vào hắn. Tất cả mọi người đều dùng mình, thầm nghĩ chính chủ rốt cuộc đã tới. Bắc Minh Lai Phong lại mừng rỡ trong lòng, vội bước lên trước nói. Văn Chiến tiên sinh, lệnh ái đồ là do Lý Vân Tiêu gây thương tích, không quan hệ gì với những người chúng ta cả. Ngươi cứ phóng tay tự nhiên, không cần cho chúng ta mặt mũi đâu. A, à, Lý Vân Tiêu, ngươi còn lời gì để nói? Trên người Triệu Văn Chiến tuôn ra một đoàn sát khí, nhiệt độ chung quanh lập tức hạ thấp. Đồng tử Lý Vân Tiêu hơi co lại, lạnh lùng nói. Lệnh đồ là bị người châm ngòi, bởi vậy mới mạo phạm ta. Hiện giờ người xúi dục đã bị ta trừng trị, tùy tiện Văn Chiến tiên sinh xử lý. Nếu tiên sinh còn cảm thấy không hài lòng vậy thì muốn làm sao cứ làm thế đi. Triệu Văn Chiến nhìn thoáng qua trên nhan thụ thư như chó chết trên mặt đất, mệt cười nói. Hừ, tùy tiện lấy ra một con chó chết thoái thác sao, trên đời nào có chuyện tốt vậy chứ? Lý Vân Tiêu hai tay ôm trước người, im im lặng lặng đứng trên trời cao, nói. Nếu vậy thì ngươi nói phải làm sao đây? Bộ dạng hắn không sợ trời không sợ đất, khiến Triệu Văn Chiến giận tím cả mặt, cắn răng nói. Tốt, ngươi đối đãi với ái đồ ta thế nào, ta liền hồi báo lại ngươi như nấy khi thế trên người triệu văn chiến bốc lên lạnh giọng nói đừng nói ta chưa cho ngươi cơ hội nếu đều là thuật luyện sư cửu giai chỉ cần ngươi có thể áp chế ta ở hồn lực thì việc này liền bỏ qua đi nếu không ừ lý vân tiêu vẫn bộ dạng lạnh nhạt kia chỉ có điều ánh mắt càng lạnh khẽ nói xin cứ tự nhiên một lời tuyên chiến hào khí giữa hai người lập tức trở nên cực không bình thường ngoại trừ lạnh đến cực hạn ra không gian cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo như bánh quai trèo sắc mặt tất cả mọi người đều đại biến, nhao nhao thối lui ra, sợ bị cuốn vào trong đó. Bắc Minh Lai Phong và Nhuận Tường đều trở nên khẩn trương, chăm chú nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của hai người, đều hy vọng Lý Vân Tiêu bị bầm thay vạn đoạn mới tốt. Nhưng hai người lại không nhúc nhích chút nào cả, vẫn bảo trì khoảng cách nhất định với nhau. Chỉ là không gian ở chung quanh bọn họ lại không ngừng biến hóa, vạn thành các loại hình dạng, khiến mọi người ở chung quanh đều trợn mắt há hốc cả mồm. Thiên Vũ Phong ngâm, Triệu Văn Chiến động trước tiến, hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng khẽ quát một tiếng. Không gian chung quanh hắn bỗng nhiên siết chặt, tựa hồ như bị thứ gì đó đè lại vậy, sau đó đột nhiên phanh một tiếng nổ bung ra, tạc ra vô số tinh thần trùng kích như lông vũ, nhao nhao rơi xuống, giống như tuyết bay trên trời cao, thổi tới trên người Lý Vân Tiêu. Tốt đây mới là Thiên Vũ Phong Ngâm, thứ đồ đệ ngươi thi triển quả thật chỉ là cứ chó. Lý Vân Tiêu khen một tiếng, lập tức một tay bấm niệm pháp quyết, một cổ lực lượng vô hình từ trên người hắn nhộn nhạo ra giống như một tầng màng nước nhẹ nhàng bám vào trên làn da những lông vũ đầy trời kia rơi xuống trực tiếp dán trên màng nước kia đều bị ngăn cản lại hết không cách nào suy giảm tới thân thể hắn được trong khoảnh khắc cả người lý vân tiêu đã dính đầy bạch vũ giống như một con ngỗng trắng lớn vậy khóe miệng triệu văn chiến hiện ra một tia cười lạnh nói nếu ngươi chỉ có chút phòng ngự ấy vậy thì tất cả đã xong rồi sắc mặt lý vân tiêu biến hóa trong mắt tuôn ra một đoàn lãnh mang quyết ấn trong tay triệu văn chiến biến đổi lạnh giọng nói bạo ẩm ẩm không gian lắc lư kịch liệt cũng không có nguyên lực chấn động hơn nữa tinh thần trùng kích rất mạnh tản ra trên không trung những bạch vũ do hồn lực hiển hóa kia vào thời khắc này đều nổ bùng hóa thành từng đạo vòng xoáy tinh thần không chỉ oanh kích tới bốn phương tám hướng mà nguyên một đám còn dung hợp lại với nhau càng lúc càng lớn a à, lý vân tiêu phát ra một tiếng hét thảm cả người trực tiếp ngã vào trong vòng xoáy tinh thần cực lớn kia thân thể theo không gian thay đổi không ngừng vặn vẹo hai tay ôm đầu khàn giọng kêu thảm thiết thất khiếu đều tràn ra máu tươi bắc minh lai phong và nhuận tường đều cảm thấy cuồng hỉ không thể nén được kích động trong lòng